Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình địa phương trên đường phát triển do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Và địa phương ghi nhận hôm nay là huyện Châu Đức. Thưa quý vị, tại huyện Châu Đức, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt từ phong trào dần hình thành nhiều mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc rất thiết thực và hiệu quả. Có những mô hình đã ứng dụng khoa học kỹ thuật để kịp thời phát hiện, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội một cách kịp thời, chuẩn xác. Tiêu biểu là mô hình camera an ninh. Huy động được nhiều nguồn lực cùng tham gia, đóng góp, mô hình camera an ninh trên địa bàn huyện Châu Đức đang được nhân rộng ra toàn huyện, góp phần giúp lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ nhanh gọn nhiều đối tượng nghi vấn, đồng thời phục vụ đắc lực cho công tác truy xét các vụ án xảy ra ở địa phương. Xã Quán Thành được huyện Châu Đức chọn làm điểm đầu tiên triển khai mô hình camera an ninh vào đầu năm 2016. Bằng nguồn xã hội hóa, huy động nhân dân đóng góp hơn 200 triệu đồng, xã Quán Thành đã lắp đặt được 34 camera tại 19 điểm dọc các trục đường chính. Ngoài hệ thống camera dọc các tuyến đường, nhiều hộ dân còn chủ động lắp đặt camera giám sát ngay trước cổng nhà mình. Mọi camera đều được kết nối với máy chủ tại phòng làm việc của công an xã, nơi thường xuyên có cán bộ phụ trách theo dõi tình hình. Từ đó mà lực lượng công an xã nhanh chóng phát hiện và xử lý thành công hầu hết vụ việc về an ninh trật tự. Điển hình như vụ trộm cắp xảy ra vào tháng 7 năm 2018. Ông Trần Văn Quang sau khi rút tiền từ ngân hàng thì bị đối tượng bám theo. Ông Quang bị đối tượng này cướp xe máy, lấy đi hơn 200 triệu đồng. Qua trích xuất hình ảnh từ camera dọc tuyến liên xã Kim Long Quảng Thành, lực lượng công an xã nhanh chóng phát hiện đối tượng và phá án thành công. Cũng thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, công an xã Quảng Thành đã phát hiện, xử lý 6 vụ trộm cắp tài sản cùng nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Từ ngày lắp đặt camera là bắt đầu năm 2018, thì thấy về tình hình an ninh trật tự cũng như về vấn đề giao thông thì cũng giảm là bậc vụ tai nạn cùng dẫn với phần trộm cắp ở trong địa phương. Do đó tôi thấy là có camera rất có lợi cho địa phương chúng tôi. Đa số là các vụ việc xảy ra trên địa bàn Quảng Thành thì qua tiếp xúc hình ảnh camera thì đa số thì các vụ việc đều được phá và bắt các đối tượng chuyển công an huyện xử lý theo pháp luật. Còn theo kế hoạch sắp tới thì công an xã đề xuất ủy ban xã tiếp tục triển khai bắt thêm các điểm mà có cáp quang. Đến nay, huyện Châu Đức đã nhân rộng mô hình camera an ninh đến 16 trên 16 xã thị trấn trong huyện. 184 camera an ninh được lắp đặt trên hầu hết trục đường chính, các giao lộ, các khu vực cửa ngõ của huyện. 182 camera lắp đặt tại 76 trường học và còn có hàng trăm camera chống trộm ở từng gia đình. Các camera an ninh đều đạt chuẩn HD, có khả năng ghi hình ở khoảng cách 500m, khả năng quay quét 360 độ, lấy nét tự động và lưu trữ hình ảnh thời gian dài. Mọi mắt thần được kết nối Internet tốc độ cao với máy chủ, giúp lực lượng chức năng giám sát sâu rộng hơn, chuẩn xác hơn, kịp thời xử lý các tình huống bất an ninh trật tự. Từ ngày mà triển khai cái mô hình camera an ninh ở trên địa bàn huyện Châu Đức, thì giúp ích rất là nhiều cho thực hiện các biện pháp, nghiệp vụ cũng như là công tác phòng chống tội phạm của công huyện Châu Đức. Cụ thể như là việc là coi như là qua camera an ninh chúng ta có thể là nắm được hình ảnh về đối tượng sau khi đối tượng gây án hoặc là đối tượng trên đường tẩu thoát. Chúng ta lần theo những cái camera trên các tuyến đường thì chúng ta sẽ nắm được hình ảnh phương tiện đối tượng gây án, từ đó và có manh mối để chúng ta điều tra làm rõ những cái vụ án, đặc biệt là những vụ án trộm cắp tài sản. Cơ quan thường trực thì đề nghị là cái cấp ủy chính quyền xã là quan tâm hơn nữa để rồi triển khai mở rộng cái mô hình camera này để cho cái chúng ta ứng dụng cái công nghệ thông tin để rồi là phục vụ cho cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Thưa quý vị, việc gắn camera an ninh giám sát có ý nghĩa rất lớn trong phòng ngừa, đấu tranh và truy xét tội phạm. Trên các tuyến đường, khu vực lắp camera an ninh, tình hình an ninh trật tự đã có chuyển biến tích cực. Phần lớn các dữ liệu camera ghi lại đã giúp cho cơ quan chức năng truy xét, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh trên địa bàn, Công an huyện Châu Đức trong năm 2018 đã phát hiện và xử lý 21 vụ phạm pháp hình sự với 26 đối tượng. Trong đó có 13 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ cướp giật, 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ hủy hoại tài sản. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn làm rõ 6 vụ tai nạn giao thông và 1 vụ va chạm giao thông. 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Công an huyện Châu Đức cũng đã điều tra làm rõ 9 vụ phạm pháp hình sự với 12 đối tượng từ những hình ảnh được camera an ninh ghi lại. Hiệu quả từ mô hình camera an ninh càng củng cố niềm tin trong nhân dân. Qua đó, các xã thị trấn huyện Châu Đức thêm thuận lợi trong vận động nhân dân đóng góp và nhân rộng mô hình lắp đặt camera an ninh giám sát. Trong thời gian tới, để phát huy cái hiệu quả của cái mô hình camera an ninh, cái việc đầu tiên của chúng tôi là phải duy trì, bảo dưỡng để cái hệ thống camera an ninh nó vận hành xuyên suốt để phục vụ tốt cho cái công tác phòng cũng như là xử lý sau khi có vụ việc xảy ra. Cái thứ hai nữa là phát triển thêm các cái đầu thu để phủ kín địa bàn. Chúng ta cũng phải làm tốt các cái công tác phối hợp. Thứ nhất đó là phải có cái sự tuần tra canh gác thường xuyên và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người công dân. Thưa quý vị, mô hình camera an ninh ở huyện Châu Đức đã và đang phát huy hiệu quả phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Mô hình này còn huy động được nội lực của toàn xã hội trong xây dựng, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Và rõ ràng, đây chính là mũi giáp công trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, phải không thưa quý vị? Chương trình địa phương trên đường phát triển với sự phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện đến đây tạm dừng. Chúng ta tiếp tục thông tin chuyên đề về các địa phương vào lúc 17:50 ngày mai, quý vị nhé. Điểm đến của chương trình ngày mai đó là huyện Long Điền. Tạm biệt quý vị.